Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để vẽ một bức phong cảnh nắng nhé. Đầu tiên là mình sẽ lót một lớp nước lên tổng thể tờ giấy và mình bắt đầu đi từ phía xa. Ngay vào mặt trời thì mình sẽ cho nó màu vàng chanh, còn xung quanh mình sẽ cho nó màu cam. Và những cây phía xa thì mình sẽ cho nó màu xanh. Đây là kỹ thuật ướt trên ướt, nên là mọi người cứ loang màu thoải mái, chấm 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 và màu nó sẽ tự loang ra. Đặc biệt những cái phần lá cây, tán cây thì mọi người nhìn trong ảnh á, nó thường rất là rõ nét đúng không? Nhưng mà vào trong tranh vẽ thì mọi người phải quy về những dạng là càng xa thì những cái lá cây nó phải nhòe thì nó mới thể hiện được cái độ không gian, chiều sâu của không gian được. Sau khi có một lớp nhòe rồi thì giấy nó bắt đầu hơi ẩm lại, mình mới dùng cây cọ nhỏ hơn có màu đậm hơn và mình chấm màu lên để tạo những phần tối cho tán cây. Những cành cây ở phía xa mình cũng đợi giấy hơi ẩm lại và mình cũng vẽ những cành cây luôn. Thì cành cây nó có độ nhòe, nó giúp cho bài mình nó mờ mờ ảo ảo hơn. Đặc biệt là những cái phần tán lá cây xung quanh phần mặt trời thì mọi người ráng vẽ cho nó màu nóng hơn tí xíu. Còn những phần tán cây xa hai bên phía xa thì nó sẽ lạnh bình thường. Cái cách để mà mình vẽ cái phần cành cây á, là mình rung rung tay một tí. Khi mình rung tay á, thì cái nét của mình nó sẽ gọi là ạt hơn đó. Thực ra là cái giấy này mình đang sử dụng giấy ạt chét thì nó giữ ẩm rất là tốt, nhưng mà mình vẽ trong cái không khí nó hơi khô cho nên là giấy rất là nhanh khô. Chỗ nào khô thì mình đều phải sử dụng nước bôi lên lại. Thực ra cái phần tán lá này mình không có gò theo y chang mẫu đâu, mình đi thêm một cái kiểu tự do phóng khoáng một tí xíu. Và những tán cây màu đậm mình dùng màu xanh dương đậm, hoặc là pha với tí xíu tím, hoặc là xanh dương cộng với xanh lá. Mình không dùng màu đen nhé. Phần nền, đây là bãi cỏ cho nên là mình sẽ dùng màu vàng để mình lót. Cái phần mà gần mặt trời nhất thì nó sẽ vàng hơn và ra xa nó sẽ bớt vàng lại. Và đặc biệt cái phần mà mặt trời chiếu xuống nó tiếp nhận trực tiếp tia nắng mặt trời thì mình sẽ cho nó có tí vàng cam cho nó nổi nhất trong bài. Thì trên cái phần nền này mình không nên đi quá láng, mình đi theo kiểu theo từng thớ không đều á, tạo cảm giác là đất nó gồ ghề, là có đất có cỏ. Thì mình sẽ loang thêm màu nâu nè, màu xanh nè, màu tím nè. Cái này thì mọi người cũng loang thoải mái, nhưng mà để tránh màu khi khô lại nó bị nhạt và mọi người bị hụt hẫng thì mọi người đi đậm đậm một tí xíu nhé. Phần bóng đổ thì mình cũng diễn tả sơ sơ trước luôn. Mình đang đi là cái phần bóng đổ của những cái cây và cái cành ở phía trên cao nó hơi đổ bóng xuống. Thì cái khúc này á, mình đợi giấy nó ẩm, nhớ nhé, nó phải ẩm thì mình quẹt những cái mảng màu lên thì cái mảng màu nó mới nằm im được. Còn nếu như tờ giấy mình nó quá ướt hoặc là quá khô thì nó sẽ không ra cái chất nhẹ đâu.
Rồi cái phần bóng đổ của những cái cây phụ mà phía xa xa thì mình cũng không có gò, mình đi theo kiểu rất là ngẫu nhiên thôi, người gợi thôi, mà người gò thì nó sẽ hơi bị cứng bài đó. Rồi bây giờ những hòn sỏi nè, đất cát gì đó trên bề mặt thì mình không có vẽ từng cái ra mà mình dùng kỹ thuật búng. Mình búng màu lên màu xanh dương, màu xanh lá và nâu vàng. Bây giờ mình sẽ vẽ từng cái cây một, mình sẽ vẽ cây phụ trước nhé. Khi vẽ cây mà có ánh sáng như thế này thì mọi người phải nhớ là có ánh sáng chiếu thì nó sẽ nóng hơn và nhạt hơn, phần khuất bên kia nó sẽ tối hơn. Tuy nhiên phần tối mình không nên kẻ một đường thẳng từ trên xuống dưới tối đều, mà có chỗ tối hơn, có chỗ nhạt hơn tí xíu, có chỗ đậm hơn tí xíu, cho nó mềm mại cái phần cây ra. Và cây thì không biết thế lúc nào á, tất cả các màu nó đều giống nhau, nhưng cái cây này mình pha tí xíu tím, pha tí xíu hồng vào cho nó hơi khác màu tí xíu. Cành cây cũng vậy luôn, cành cây phía bên sáng nó sẽ nhạt hơn và nó sẽ màu vàng cam nhiều hơn, còn cành cây phía bên tối thì nó sẽ ửng màu nâu nhiều hơn và nâu tím nhiều hơn. Cành cây là mình thêm vô sau thôi, chứ lúc mình nhận hình chúng mình không có thêm cành cây nào hết á. Nhớ là vẽ cành cây mà muốn tự nhiên thì mọi người cứ run run cái tay là được. Thực ra thì trong mẫu á, trong một cái ảnh chụp á, những cái cây nó không có được như vậy đâu. Cái này là mình thêm thắt thêm hoặc mình lược bỏ. Và đặc biệt là hình như trong mẫu nó rất là nhiều cành luôn và nhiều tán lá nữa, nhưng mà mình không vẽ hết, mình chỉ chọn lọc một số cái để mình vẽ thôi. Rồi bây giờ tới cái cây chính, thì cái phần mà mặt trời chiếu thẳng vào nó thì nó sẽ mang màu vàng rất là rực rỡ luôn. Tiếp theo phần tối thì mình sẽ thêm nâu, một tí xíu tím, tím đậm đó mọi người, và xanh dương. Đặc biệt là cái tông tím và xanh dương khi lên sau, mọi người ráng đi màu thật là đậm vào thì màu mới nằm im được. Còn nếu mọi người cứ chồng nhiều lớp và cái màu phía sau nó cứ nhạt á thì màu sẽ loang ra hết lại, nó sẽ hòa với nhau lại và bị xỉn màu, nó không có giữ được cái màu nguyên của mình ý. Cây này thì mình cho nó ửng xanh dương nhiều hơn ha. Cây kia mình cho nó ửng màu tím nhiều hơn. Mình làm vậy á là nhằm mục đích, đích là nó không bị trùng lặp màu giữa các cây. Cây này á thì mình sẽ cho nó tối hơn một chút xíu. Và nó có cả cái phần gốc nữa, cái phần rễ. Phần rễ cây thì mọi người cứ ngoạch ngoạc thôi, nghiêng cọ qua nghiêng cọ lại thôi, không có ngồi tỉ mỉ từng cái rễ. Đây là những cái phần lá của tiền cảnh. Cái này cũng vẽ đại thôi, nếu mà tô từng cái lá thì cái bàn nó không được tự nhiên lắm, cho nên là nghiêng cọ qua lại, dùng cái đầu cọ mình nghiêng á để tạo những cái hiệu ứng tán lá, vừa có màu đậm vừa có màu nhạt nhé. Tuy nhiên khi vẽ xong cái tán lá thì mình thấy nó hơi kỳ vì nó đều ý, cho nên là mình đã vẽ thêm một cái cành cây nhỏ vào để cho nó phá bớt cái mảng bị đều đi. Những cái hàng rào này á
thì mình cũng vẽ một lớp màu nhạt trước và sau đó mình nhấn đậm một nửa lại để tạo cái hiệu ứng mà ánh sáng chiếu vào đó. Chỗ này là mình quên vẽ cái thân cây. Bây giờ mình sẽ vẽ những cái tảng đá hay là những cái u đất ở trên cái nền cỏ. Cái này không phải là cỏ trong công viên cho nên nó không mịn mượt được ha. Nó có cũng có đất nè, cũng có rác hay cỏ khô gì đó. Cho nên là tạo hiệu ứng nó hơi lộn xộn một tí. Cái này thì mình dùng tông màu xanh da trời, tông tím và xanh dương để mình thể hiện nó. Mình khi mà mình dựng hình đó là mình vẽ cái rễ nó rất là rõ luôn, gọn gàng lắm. Và khi tô màu là mình nguệch ngoạc hết à. Cứ tô màu nhạt xong rồi dùng màu đậm nhấn phía bên tối một cái là được. Cái chỗ gốc cây á, cái chỗ mà rễ cây nó hơi thừa ra ngoài, nó hứng ánh nắng thì mình sẽ cho tí màu vàng vào. Mình bịa thêm một vài cái gốc cây nữa cho nên nó đỡ trống. Bây giờ mình sẽ đi lại phần móng đổ của từng cái một. Đặc điểm của móng đổ thì là đậm nhất ngay phần xuất phát của vật thể và càng ra xa nó sẽ nhạt dần. Thì giống như cái phần gốc cây á, các bạn để ý nha, cái phần gốc cây lúc nào mình cũng cho màu đậm hơn hết á, và nó đổ bóng xuống thì cái bóng đó, cái chỗ tiếp xúc đó nó cũng đậm hơn luôn. Tuy nhiên trong phần bóng đổ không phải mình chỉ dùng một màu không đâu, mình loan hai ba màu với nhau. Tại vì trong cái không gian bóng đổ thì cái nền đất ở dưới nó cũng ảnh hưởng, cho nên là nó sẽ có nhạt có đậm. Mình dùng xanh lá và xanh dương để mình phối qua phối lại. Riêng cái phần cây xa xa này á, thì mình tự nhiên nảy ra ý tưởng mình thêm màu tím vào, thì mình thấy nó cũng ok, cũng rất là đẹp. Tại vì tím mà đi với vàng cam thì cũng là một tông màu rất là đẹp đó mọi người. Mọi người thấy nắng chưa? Mình thấy hơi hơi có nắng rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi rõ hơn phần móng đổ nha. Cách này thì mình sẽ dùng cỏ khô một tí, có nghĩa là nó vẫn bị xước xước cái phần màu đó, nó không có rõ nét thì mới tạo ra được hiệu ứng mà cái bóng đổ trên cái thảm cỏ. Còn mọi người đi cỏ mà ướt quá thì cái mảng màu nó rất là rõ luôn, nó sẽ không tạo hiệu ứng vân vân sần sần được. Nhớ nha, mình phải đi lúc mà cỏ nó khô khô ấy. Nay càng ra xa mình sẽ cho cái phần bóng đổ này nhạt lại và cho biến mất luôn, cho nó nhẹ nhàng cái hình. Cái phần gốc á, thì mình nhấn cho đậm hơn. Trời ơi, cái này là trong mẫu á, trong mẫu gốc của nó là có cái ghế nên cái phần này là bóng đổ của cái ghế, nhưng mà khi mình vẽ thì mình đâu có vẽ cái ghế đâu. Thành ra chỗ này là một phần sai lầm của mình. Mình đã sửa lại bằng cách là mình vẽ thêm cái cây ở đây. Thì coi như là lấp liếm thôi chứ nó cũng không hợp lý lắm. Mọi người đừng như mình nha.
thì bóng đổ của hai cái cây này á, mình sẽ cho nó hơi khác nhau tí xíu để mình phối màu mà kiểu mà y xì nhau luôn thì nó sẽ bị đều cái bài của mình á, cho nên là khác được cái gì thì cứ khác, có nghĩa là có thể đậm hơn một chút xíu, có thể là nhiều xanh dương hơn tí xíu hoặc nhiều xanh lá hơn tí xíu, nói chung là có một chút khác là được. Bây giờ tới phần tia nắng, mình chỉ cần đợi khô hết bài, mình dùng cọ sạch, có một tí nước sạch luôn, mình chà chà theo cái tia nắng, xong mình lấy khăn giấy mình chấm, mình lấy màu ra. Theo mình thấy thì giấy mình đang sử dụng là Acrylic nha, mình lấy màu ra cũng tương đối dễ. Mình nghĩ nếu mà vẽ trên giấy canh sông Monvan 300g thì mình cũng thấy nó dễ hơn. Tại Monvan á, nó rất là dễ lấy màu ra. Còn đối với những dòng giấy như là hoa hồng, giấy Nabi hay là Hepsby gì đó thì mình nghĩ là nó hơi bị khó nhé. Tại vì cái thường là vẽ trên những tờ giấy đó, màu đã nồng xuống rồi thì không thể nào lấy lên được. Cho nên là muốn vẽ tia nắng thì mọi người nhớ cân nhắc lựa chọn cái loại giấy cho phù hợp. Và nếu mà được dùng cỏ cứng á, thì cái phần tia nắng của mình nó sẽ sáng hơn và dễ nó rõ hơn. Còn cái cỏ mình đang dùng nó hơi mềm một tí, cho nên là lấy màu hơi vất vả một chút. Xong bài rồi mình sẽ thấy là cái phần mà mảng đất mà mặt trời chiếu xuống á, nó không được nhấn lắm thì nó phủ thêm một lớp màu vàng chanh lên. Và mình phủ rất là nhẹ nhàng tay thôi để không bị ảnh hưởng lớp dưới, đó, cho nó sáng bài lên. Và xung quanh hai bên thì mình cho tối lại để nó tôn cái vẻ đẹp ở cái mảng giữa lên. Mình chỉ búng búng thôi. Mình sau cùng thì mình sẽ coi lại coi chỗ nào chưa tốt lắm thì mình sửa lại một chút là được. Mình nghĩ với Acrylic á là nó phù hợp cho cái việc mình trồng nhiều lớp. Còn nếu mà vẽ bằng giấy Monvan á thì các bạn trồng nhiều lớp không được đâu, nó sẽ bị bung hết màu lên. Xong rồi, bây giờ mình sẽ tháo băng keo ra nha mọi người. Tháo băng keo hướng xé một tí xíu thì nó sẽ không bị rách tờ giấy của mình. Nhìn sạch sẽ hơn đúng không ạ? Yeah! Mọi người nhớ like, share và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người thành công.